tự ngàn xưa, biết bao những áng thơ trác tuyệt, cũng như những ca khúc để đời, hầu hết đều do từ nguồn cảm hứng bất tận, đó là tình yêu. Không có tình yêu, sẽ không có sự hiện hữu của con người. Từ thuở còn trong nôi, tình yêu là những lời hát ru ngọt ngào bát ngát của mẹ, là những vỗ về âu yếm của cha. Rồi qua năm dài tháng rộng, trôi theo bao trầm nổi giữa dòng đời, lưu lạc qua bao bến bờ trong đục, cười vui với ngày nắng, khóc thầm giữa chiều mưa, cứ thênh thang rồi lại muộn phiền nối tiếp nhau trong những được mất của kiếp người. Rồi sau bao hư hao lận đận, hẳn nhiên bóng mát mênh mông của tình yêu không phải là chốn nương náu cuối cùng cho con tim đã mệt mỏi chán trường hay sao? Trong tiết mục Nghệ thuật và đời sống hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý thính giả một nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam mà tình yêu là chủ đề nổi bật nhất trong hầu hết những ca khúc của anh. Đó là nhạc sĩ Lê Vũ. Nhạc sĩ Lê Vũ, biệt hiệu là Tuấn Anh, sinh năm 1942 tại Sài Gòn, Việt Nam. Lê Vũ đã sáng tác nhạc ngay khi còn niên thiếu và cho đến nay được khoảng hơn 350 ca khúc. Trước năm 1975, Lê Vũ là giáo sư dạy sinh ngữ tại trường Sư phạm Sài Gòn và là giảng viên của Trường Quốc gia Âm nhạc tại Việt Nam. Cha em, ôi nụ hôn đầu, hương nồng chưa thắm, nỗi đau đồng đầy. Cha em, cha một vòng tay, ngày nào ôm ấp, ngày nay giã rời. Cha em, ngày tuổi đôi mươi, tóc xanh điểm bạc, nửa đời đã qua. Cha trong những ca khúc, tình yêu của Lê Vũ không chỉ giới hạn trong tình cảm lứa đôi, anh còn trân trọng và tri ân tình yêu quê hương, tình cha, tình mẹ, tình bè bạn và tình yêu đối với Thượng Đế. Những ca khúc nổi tiếng nhất của Lê Vũ trong thập niên năm 1960 như Ảo ảnh người xưa, Trả lại kỷ niệm, Đôi mắt người xưa, Núi tiếc tình đầu đã từng được trình bày qua những giọng ca đắt giá thời đó như Thanh Thúy, Hà Thanh, Thanh Tuyền. Và hiện nay tại hải ngoại, các ca sĩ như Diễm Liên, Phi Nhung lại hát lên những tình khúc này trong những buổi trình diễn ca nhạc. Nhạc sĩ đã cho ấn bản một tập nhạc mang tên Tình yêu muôn thuở và một tuyển tập thánh ca với tựa đề Cất cao câu hát cả đời cậy trông. Lê Vũ và gia đình hiện đang sống những ngày tháng êm đềm tại thành phố El Monte, miền Nam California. Nhạc sĩ mở lớp nhạc Lê Vũ giảng dạy về thanh nhạc, guitar, đàn tranh và keyboard. Và dĩ nhiên, khi cuộc đời không còn những tia nắng ấm áp của tình yêu, thì Lê Vũ sẽ mãi mãi không bao giờ viết nhạc tình nữa. Những lần
Trong một buổi phỏng vấn đặc biệt giữa nhạc sĩ Lê Vũ và chúng tôi là những thành viên của chương trình phát thanh Hội Quốc tế Thanh Hải Vũ Thượng Sư. Với bản tính hồn nhiên và cởi mở sẵn có, anh đã chia sẻ với chúng tôi về những cảm nghĩ và những kỷ niệm vui buồn trong cuộc đời sáng tác nhạc của anh. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Nghệ thuật và đời sống của chương trình phát thanh Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư được phát thanh trên làn sóng AM 1500 tại San Jose và qua hệ thống mạng lưới điện toán toàn cầu. Xin hân hạnh được tái ngộ cùng quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, Thanh Mai và Vĩnh Trường xin hân hạnh được gửi đến quý thính giả một buổi phỏng vấn đặc biệt với nhạc sĩ Lê Vũ tại miền Nam California. Nhạc sĩ Lê Vũ là một tên tuổi quen thuộc trong làng âm nhạc, nguyên là giáo sư âm nhạc tại Trường Quốc gia Âm nhạc. Hôm nay tiết mục Nghệ thuật và đời sống xin hân hạnh được phỏng vấn nhạc sĩ Lê Vũ. Xin kính chào nhạc sĩ. Dạ, kính chào quý vị. Kính thưa nhạc sĩ, chúng tôi được biết nhạc sĩ sáng tác từ lúc còn rất trẻ. Nhạc sĩ có thể chia sẻ cùng quý thính giả cũng như Vĩnh Trường và Thanh Mai được biết sáng tác đầu tay của nhạc sĩ vào năm nào? Cái sáng tác đầu tay chắc lẽ tôi không nhớ nữa, tại vì lúc đó là còn năm khoảng 7-8 tuổi gì đó. Tôi viết về tác phẩm về nhà trường, về học đường. Vì thế nên những tác phẩm đó đã quên lãng. Tôi chỉ còn nhớ là những cái tác phẩm mà đã được những ca sĩ ca như đầu tiên các bạn đã giới thiệu đó. Từ nhỏ mà nhạc sĩ đã có cái cả nguồn cảm hứng đã sẵn trong người rồi. Vậy xin nhạc sĩ cho biết là nhạc sĩ đã đến với âm nhạc hay là âm nhạc đã đến với nhạc sĩ như thế nào? Dạ, chính tôi đã đi đến âm nhạc và tôi tìm âm nhạc và tôi mê âm nhạc từ lúc nhỏ. Cái mê của tôi đó đã là động lòng ông bố tôi, là ông nhờ một người bạn ở bên Trường Quốc gia Âm nhạc đưa tôi vào trường nhạc học. Dạ. Thì trong thời gian đó tôi được học nhạc tại trường. Từ lúc bé, từ khoảng chừng năm khoảng 10 tuổi tôi bắt đầu vào trường nhạc. Dạ vâng. Dạ thưa nhạc sĩ có xuất thân từ một gia đình có truyền thống âm nhạc không ạ? Cái đặc biệt gia đình tôi là gia đình nhà giáo và thích âm nhạc chứ không có đi theo con đường đó. Hình như chỉ có mình tôi đi theo đường này thôi. Dạ. Thưa nhạc sĩ, mỗi người nghệ sĩ có những nguồn cảm hứng sáng tác khác nhau. Xin nhạc sĩ Lê Vũ cho biết nguồn cảm hứng sáng tác của nhạc sĩ đến từ đâu? Thực ra ở lúc còn ở bên Việt Nam thì chúng tôi viết đề tài thổi nhỏ, viết về tình yêu nhiều nhất, tình yêu lứa đôi nhiều nhất. Tất cả những cái phẩm mà tôi viết với tâm trạng ghi lại những cái tác phẩm đó thì đa số là những mối tình hồi lúc còn trẻ. Nhưng sau đó tôi đi vào trong đạo, rồi tôi đã quên lãng cái chuyện đó thời gian. Tôi viết về nhạc, tôn giáo rất nhiều. Rồi suốt thời gian đó, đến khi thời gian tôi trở qua Mỹ đó, thì cái nhạc của tôi cô đọng lại trong cái nhạc thánh ca. Tôi là một người Công giáo và tôi viết nhạc là thánh ca nhiều nhất. Nhạc sĩ đã xuất bản một tập khúc với hơn 150 ca khúc ca ngợi về tình yêu. Dường như chủ đề tình yêu theo lời nhạc sĩ trong tình khúc cho người yêu muôn thuở, bao gồm tình yêu học trò, tình bạn, tình cha, tình mẹ, tình đời và tình đạo, là một chủ đề được nhạc sĩ Lê Vũ yêu thích nhất. Xin nhạc sĩ cho biết thêm về cảm hứng sáng tác những ca khúc này. Và chính lúc đó thì tôi có cái tâm trạng như thế này. Khi tôi viết bản nhạc nào đó thì bản nhạc đó là chính cuộc đời tôi. Vì thế dẫu có phổ bài thơ nào của tác giả nào đó thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái khía cạnh cuộc đời tôi. Trừ những bài nhạc, bài phổ thơ nào mà người ta nhờ tôi phổ thì tôi không để ý tới. Nhưng bài thơ nào tôi chọn thì bài thơ đó là bài thơ cuộc đời tôi. Vì thế các bạn thấy là khi tôi viết bài nào á, những tác phẩm mà các bạn nằm trên tay trong tình khúc như muôn thuở thì những cái đó là tôi viết về tình yêu của thuở học trò, tình yêu của lứa đôi, tình yêu của cha mẹ, tình yêu của anh em, tình yêu của gia đình, tình yêu của bạn bè và kể tình yêu của Thượng Đế nữa. Thưa nhạc sĩ, ngoài những tình khúc mà nhạc sĩ vừa mới nói, nhạc sĩ Lê Vũ còn sáng tác những bài thánh ca được ghi lại qua tuyển tập nhạc Cất Cao Câu Hát Cả Đời Cậy Trong. Xin nhạc sĩ cho biết thêm về nguồn cảm hứng sáng tác những dòng nhạc tâm linh này.
Dạ, cảm ơn các bạn. Cuốn sách này đặc biệt lắm. Tôi viết cuốn sách Cất Cao Có Hát Kể Đời Cả Trong này không phải viết bằng cái kiến thức mình nữa, mà viết bằng sự cầu nguyện. Các bạn có tưởng tượng là trong đời mình á, có những lúc á, mình phải cầu nguyện mới được. Dạ vâng ạ. Tại vì cái cầu nguyện rất quan trọng. Nếu mình không biết cầu nguyện á, thì tôi nghĩ rằng cuộc đời này không phải là cuộc đời nữa. Và đặc biệt cuốn sách này, khi tôi viết á, thì tôi không viết như cái trang đầu các bạn thấy, ngay trang đầu là tôi cảm tạ Chúa, điều duy nhất của Ngài đã ban cho con là chính Thánh Linh Ngài. Và khi tôi viết những bài ca khúc này, và hiện tại con viết, và tôi đặt viết trước khi đó, năm 1997 tôi viết được. Mà các bạn, tôi viết nhạc từ năm lúc nhỏ, 7 tuổi tôi viết rồi, mà năm nay, tới năm 97 tôi mới viết được thánh ca. Thì các bạn tưởng tượng rằng cái sức cầu nguyện như thế nào. Bên cạnh những sáng tác của chính Lê Vũ, anh còn phổ nhạc cho những bài thơ hay của các thi sĩ mà anh chọn được từ các tập san, báo chí hoặc do những lời mời. Trong đó có những bài thơ tuyệt vời của thi sĩ Thiền sư Thanh Hải, mà theo Lê Vũ, những vần thơ vô cùng thơ đó đã mang lại cho anh rất nhiều ấn tượng đẹp đẽ và nguồn dung cảm dạt dào. Thưa nhạc sĩ, những nhạc phẩm của nhạc sĩ gồm có một số phổ từ thơ. Trong số đó có những nhạc phẩm do nhạc sĩ phổ từ những thi phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Xin nhạc sĩ cho biết thêm về cảm hứng của nhạc sĩ trước những vần thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Trước tiên tôi cảm ơn các bạn đã cho tôi những cái tác phẩm tuyệt vời của nhà thơ Suma Chính Hai. Tôi tình cờ thôi, được một số người bạn cho tôi rất nhiều cái bài thơ đó. Đầu tiên tôi được nhận có hai bài từ anh Hòa đưa đến, là bài Đêm Đơn và bài Qua Nhà Ai. Và tôi đã cảm xúc, đầu tiên tôi viết được cái bài đầu tiên tôi viết cho Suma Chính Hai là bài Đêm Đơn. Và chắc có lẽ cuộc đời tôi thích hai chữ cô đơn nhiều. Và cái bài này tôi đã ký dứt. Và sau đó kế tiếp là bài Qua Nhà Ai. Và hiện tại đến bây giờ trước mặt tôi, các bạn thấy tôi viết khoảng gần 30 bài phổ thơ của Suma Chính Hai. Mà tôi nghĩ rằng các bạn cũng chưa được nhận những tác phẩm này đâu. Và trong tác phẩm đã xuất bản thì các bạn thấy chỉ có mỗi duy nhất có bài Qua Nhà Ai thôi. Các bạn chưa được thưởng thức những cái giai điệu mà tôi đã phổ trong những vần thơ tuyệt vời của Suma Chính Hai. Sẵn tiện đây, Thanh Mai và Vĩnh Trường cũng xin mạn phép yêu cầu nhạc sĩ Lê Vũ có thể nào hát lại cái bản Qua Nhà Ai. Dạ được. Dạ được. Dạ, cái bài đó thì các bạn đã thấy là trong dĩa hát đã thâu qua giọng ca của cô Diễm Liên. Cô Diễm Liên rất hay. Xin các bạn nghe cái bài Qua Nhà Ai, thơ của Suma Chính Hai, nhạc Lê Vũ. Qua nhà ai đèn khuya soi bóng ngả, mưa mùa thu ướt đẫm khóm mây hồng, muốn vào thăm mà ngài lòng tường đã tình trăm năm ngoảnh lại đã là không. Nhưng chiều hôm lòng bâng khuâng nhớ mãi, trong tình yêu áo mộng nửa cuộc đời, nhớ người đi đã bạc đầu từ đó, rồi tương tư theo tháng ròng năm dài. Chính đó rồi đêm về
Nhạc sĩ cho biết thêm về những sinh hoạt hiện tại của nhạc sĩ tại hải ngoại à. Sinh hoạt tôi rất bình thường. Tôi có mở cái lớp nhạc dạy đờn, guitar, keyboard và đờn tranh. Và luyện thanh cho những ca sĩ mới bắt đầu vào, hay là sáng tác, cho những người nào mà thích sáng tác. Thì nói chung là tôi chỉ làm một cái việc rất nhỏ là dạy nhạc ở tại Mỹ này thôi. Chứ bây giờ tuổi đã lớn rồi thì vả lại con cháu đã lớn, đã ở riêng hết, và tôi chỉ còn coi như là cuộc sống vẫn đơn giản như vậy. Tôi cũng lâu lắm mới được nhìn thấy những bài thơ hay thì tôi phổ những bất cứ tác phẩm và tác giả nào. Thì các bạn thấy là tôi phổ rất nhiều. Bây giờ cái tập vừa rồi mới ra là Tình Khúc á, được 100, được 300 trang, như được trăm mấy chục bài thôi. Nhưng bây giờ sắp sửa ra tập thứ hai rồi, Tình Khúc sắp sửa ra hai rồi, kể cả Thánh Ca cũng sắp sửa ra tập thứ hai rồi, mà tôi muốn gom lại. Và tôi mong ước trước đây, hôm nay tôi gặp chị Thanh Mai với anh Vĩnh Trường. Tôi cũng mong rằng thế này, các anh các chị đó, nếu có dịp làm sao cho những tác phẩm mà tôi phổ thơ cho Suban Hai khoảng 30 bài này được đến tay từng người một trong hội quốc tế Thanh Hải. Cái điều ước mơ của tôi nhất đó, bây giờ họ chỉ biết một bài duy nhất của Lê Vũ thôi, là bài Qua Nhại mà thôi. Và tôi nghĩ đây là một hạnh phúc của tôi nhất. Nhạc sĩ Lê Vũ không chỉ ngưỡng mộ tài năng hiếm có của Thanh Hải Vô Thực Sư trong lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc và thi ca. Anh còn bày tỏ lòng tôn kính và thán phục trước một trái tim vĩ đại vô cùng nhân ái của Thiền Sư Thanh Hải qua những cống hiến to lớn vô vị lợi của Ngài cho thế giới, cả về tâm linh lẫn vật chất. Thưa nhạc sĩ, Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư thường hay tổ chức những buổi thiện nguyện, đặc biệt là tổ chức những đêm thơ nhạc gây quỹ từ thiện. Năm 1996 với chủ đề là Những Vết Tiền Thân và Tình Ca Quê Hương, và vào năm 1998 với chủ đề là Một Thế Giới Hòa Bình Qua Âm Nhạc tại Los Angeles. Được biết là nhạc sĩ có tham dự hai buổi đại nhạc hội này. Xin nhạc sĩ cho biết cảm tưởng của nhạc sĩ về những đêm thơ nhạc gây quỹ từ thiện do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức. Tôi cảm ơn các bạn đã nhắc đến chuyện này. Chính những cái buổi được hân hạnh dự, những cái buổi mà gây quỹ tình thương đó đã đánh động trong lòng tôi. Tại vì cuộc đời tôi đó, tôi ước ao làm những công việc của nhà thơ Suman Hai lắm, mà tôi không có được khả năng và hoàn cảnh như thế. Tôi rất mơ ước được làm như vậy lắm. Tại vì tôi nghĩ rằng cuộc đời này mà có những người từ tâm như vậy đó, thế giới này không còn chiến tranh đâu. Chính vì những đêm đó mà tôi rất cảm xúc. Và từ những đêm đó đó, tôi đã về, tôi đã nhìn thấy những bài thơ đó. Người ta đánh giá là bài thơ tình của Suman Hai gì, nhưng tôi không nhìn thấy bài thơ tình đâu. Tôi nhìn thấy cái chữ khác, ý nghĩa khác, và tôi phổ theo cái ý nghĩa đó. Cái ý nghĩa mà tôi hoàn toàn, tôi nói ngày hôm nay cho các bạn nghe, chính những phút giây mà tôi dự những cái buổi mà gây quỹ tình thương, chia sẻ những cái nỗi nhọc nhằn của những người học trò, những cô nhi, quả phụ, những người mà thiếu thốn như vậy đó, thì tôi mới cảm xúc được cái lòng từ nhân đó. Mà cái trong cái đạo tôi đang giữ đó, trong thánh ca tôi viết đó, những bài nhạc đều có những chữ tình thương. Và suốt đời tôi đã nhận cái chữ tình thương, và làm sao tôi sang phẳng được tình thương đó đối với người. Và đã cái hình ảnh của Suman Chánh Hai đã làm cho tôi suy nghĩ, và tôi đã muốn được như Suman Chánh Hai. Nhưng mà cái khía cạnh đặc biệt nhất mà tôi chú ý nhất là cái vấn đề mà là Suman Chánh Hai đã đưa được cái vấn đề mà tình thương ở trong cuộc sống, và chia sẻ cái sự bác ái trong cuộc sống. Cái điều đó rất là nhiều người chú ý lắm. Và điều đó tôi nghĩ rằng chính bản thân tôi thôi, tôi chưa nói ai đâu, là nếu bắt chước cũng khó lắm, nếu bắt chước cũng khó làm lắm. Mà các bạn thì nếu bắt chước được thì các bạn là một cái hạnh phúc, tôi cho là hạnh phúc.
mà tôi cũng mong muốn được vậy. Tôi cầu nguyện cuộc đời tôi đến khi từ đây đến khi nhắm mắt á, tôi làm được một ít thôi trong cái hành động của Smart Gen 2 là tôi thấy tôi mãn nguyện rồi. Tại vì mình chia sẻ được tình thương cho người nào á, thì ngay tác phẩm tôi viết như thế này, tôi phải tác phẩm để tôi viết, tôi ca ngợi cho chính nhà thơ Smart Gen 2 đâu, hay là giới thiệu đến cái tác phẩm của Lê Vũ đâu, không phải, mà tôi viết để nói lên cái tâm tình của cái người viết, cũng như cái chia sẻ cái tình yêu như vậy. Mà cái vấn đề tôi nói chỉ là chung chung thôi, chứ không cụ thể. Còn chính Smart Gen 2 làm á, chính các bạn làm cụ thể, các bạn đem cái vật chất đem chia sẻ cho người ta, đó điều đó bằng hành động. Tại vì đức tin hay là một cái gì đó phải tuôn ra bằng hành động, chứ không phải bằng lời nói. Tôi chỉ bằng lời nói thôi. Vì thôi tôi rất tiếc là tôi chưa đạt đến giai đoạn bằng hành động. Cảm ơn nhạc sĩ Lê Vũ đã nói bằng với cái tâm tư và cái tình cảm của nhạc sĩ Lê Vũ đến với quý thính giả. Xin cảm ơn nhạc sĩ Lê Vũ đã dành thời giờ hiếm quý đến với tiết mục Nghệ thuật và đời sống. Một lần nữa xin cảm tạ nhạc sĩ Lê Vũ đã dành cho chúng tôi buổi nói chuyện hôm nay. Xin chúc nhạc sĩ Lê Vũ được thành công trong mọi mặt. Tiết mục Nghệ thuật và đời sống xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Qua nhà ai, đèn khuya soi bóng ngã, mưa mùa thu ướt đẫm khóm mây hồng. Muốn vào thăm mà ngại lòng tượng đá, tình trăm năm ngoảnh lại cũng là không. Thanh Hải, Vua Thượng Sư rất trân trọng và quý mến những nghệ sĩ. Ngài đã từng nói với chúng tôi, nghệ sĩ là một nửa thánh nhân. Vâng, Lê Vũ đang trên con đường hoàn tất nửa phần còn lại để đến cõi toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ. Mong thay.